Mở màn trận chung kết diễn ra vô cùng hấp dẫn với sự bám đuổi gay gắt giữa hai đội tuyển Việt Nam và Liên bang Nga. Vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, vượt qua cả những giới hạn của bản thân, mỗi tuyển thủ đều cố gắng thi đấu hết mình với quyết tâm mang về vinh quang cho nước nhà. Băng qua làn khởi động, đội tuyển Việt Nam vẫn đang bám đuổi rất sát sao đội tuyển Liên bang Nga tại giải chướng ngại vật đặc biệt. Tại bãi vật cản thể lực, đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng phát huy sức nhanh, sức mạnh để thu hẹp khoảng cách thành tích với đội tuyển Liên bang Nga. Vượt qua tầng cao 14m, đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu rất ấn tượng và chúng ta đang cho thấy tại sao chúng ta là ứng cử viên cho ngôi vô địch lần này. Cả hai đội tuyển đều cho thấy trình độ khá cân bằng ở những phần thi đầu tiên. Khoảng cách về thành tích với đội tuyển Liên bang Nga bị nhân rộng bắt đầu từ nội dung dập đám cháy khi đội tuyển Việt Nam gặp trục trặc kỹ thuật về bình cứu hỏa. Tuy nhiên, các tuyển thủ của chúng ta vẫn thi đấu rất bình tĩnh, tự tin và không bị cuốn theo tốc độ của đội bạn. Cái sự cố trong lúc chữa cháy thì nó cũng là một cái tình huống chúng tôi đã luyện tập và chúng tôi đã bình tĩnh khắc phục bằng cách là fit tốt thời gian và điều chỉnh bằng trang bị và sau đấy chúng tôi đã hoàn thành bài thi. Là đội tuyển kết thúc hai lượt bắn súng K-59 đầu tiên, nhưng đội tuyển Liên bang Nga chỉ bắn hạ được 23 trên 30 mục tiêu, còn đội tuyển Việt Nam xuất sắc bắn hạ 28 trên 30 mục tiêu. Kết quả này góp phần cải thiện thành tích rất lớn cho đội tuyển chúng ta. Khi mỗi phát bắn trượt, các đội tuyển sẽ bị tính điểm phạt là 30 giây. Cuộc thi năm nay đội tuyển Việt Nam rất mạnh, được huấn luyện tốt. Đặc biệt là đội bắn súng của Việt Nam khiến tôi rất ấn tượng. Đội tuyển Nga cũng rất mạnh và hai đội chắc chắn sẽ giành được vị trí cao. Kết quả sơ bộ trong trận thi đấu hôm nay, đội tuyển Liên bang Nga là người về đích trước. Tuy nhiên, theo thông tin từ ban tổ chức, kết quả sau 3 trận thi đấu, đội tuyển Việt Nam và Liên bang Nga đồng huy chương vàng, đội tuyển Belarus giành huy chương bạc, đội tuyển Mali giành huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng trong cuộc thi vùng tai nạn và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi có hai đội tuyển cùng về nhất. Hơn cả những tấm huy chương, sau mỗi cuộc thi vùng tai nạn, những tuyển thủ này lại có thêm những kiến thức bài học bổ ích để thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.